Hello, chào các bạn, lại là mình đây. Mình là Trang Rosie và chào mừng các bạn đến với channel của mình. Và đây sẽ là lần cuối cùng mình chào với tư cách là Trang Rosie, tại vì sắp tới đây mình sẽ đổi thành là Đu Đủ, như các bạn đã thấy ở trên tiêu đề nha. Và hôm nay thì mình sẽ về Hải Phòng và mình sẽ dẫn các bạn theo mình về Hải Phòng cái gì. Sáng ra thì mình sẽ dậy sớm để lên nóc nhà đứng trong nghĩa đen, bởi vì nhà mình có một khu vườn ở trên đó, và mình sẽ cho các bạn xem khung cảnh lúc 5:30 nhé. Ở chán quá thì mình với chị mình sẽ đi ăn đồ ăn vặt. Và đây là cảnh mà mình bị gió tạt vào mặt. Ôi trời ơi. Trước khi đi ăn thì sẽ đi mua một chút đồ, tại vì chị mình cần trang điểm. Đây cũng là một cái địa chỉ mà mình cũng khá là tin dùng, là chị Trang Hoàng Cosmetic ở đường bao nhiêu thì mình không nhớ. Đấy, cho các bạn xem đường phố Hải Phòng nhá. Các bạn đang thắc mắc ở Hải Phòng phải có hoa phượng đúng không? Tí nữa rồi sẽ có cảnh hoa phượng bây giờ đấy. Xem nào, hoa phượng đâu nhỉ? À đây, hoa phượng đây rồi. Đấy, đi được đến đoạn đến đây thì nhớ ra mình quên đường, thế mình lại phải quay lại. Đấy, các bạn sẽ được có cơ hội nhìn hoa phượng lần thứ hai. Thề luôn, hoa phượng Hải Phòng đẹp lắm. Nó nở kiểu, nó nở bung ra ấy, trong một con đường chuyên của hoa phượng. Thế đến thì mình sẽ đi ăn bánh mì pate que cột đèn. Trời ơi, siêu ngon luôn, mà siêu rẻ ấy. Nó hơi khác một chút với ở Hà Nội, bởi vì là cái nước chấm của nó là tương ớt tươi xay ra nấu với đường, rồi pate cũng khá là thơm nữa. Nên các bạn nào đến Hải Phòng thì hãy đến pate cột đèn để ăn nha. Lý do tại sao nó gọi là pate cột đèn thì mình không biết, tại vì ở đây nó chỉ có một cái cột điện thôi, chứ nó không có cột đèn. Đó, thì mình sẽ mua thêm 90.000 tiền pate nữa để ăn kèm với cơm lúc lên Hà Nội. Thì đây là trên đường đi ăn nước cốt, là nước cốt dừa, cà phê cốt dừa. Trời ơi, đó các bạn nhìn thấy cái biển xa xa chưa? Cà phê cốt dừa cô Hằng. Trời, đó, nhưng mà lại là chú ngồi, cô Hằng không phải đi chợ rồi. Đó, địa chỉ mà mình với chị mình ăn là 124A Lam Sơn. Và khi các bạn đã đến với Hải Phòng thì đừng quên ăn cà phê cốt dừa nhé. Vị cà phê thì rất là đậm, không bị pha, cũng không bị quá là đắng. Nó rất rất là thơm. Và trước khi ăn thì mình sẽ ăn bánh mì pate que trước, chấm một phát này, thấy chưa? Vô cùng điệu nghệ. Nhai, vô, cực kỳ ngon. Đó, trong cốt dừa thì có cả thạch, có cả trân châu. Các bạn có thể bảo người ta là cho ít đá hoặc cho nhiều đá. Mình thì cho vừa đá thôi, vì mình không muốn bị đau họng. Siêu ngon đúng không chị? Hì. Đó, bây giờ mình sẽ ăn phần của mình. Ngoài ra có cả dừa bào nữa. Bên cạnh thì sẽ là dừa dầm. Dừa dầm thì tất nhiên là ngon hơn khi ăn ở trên Hà Nội, tại vì nó rất là tươi. Một cốc này thì mình nhớ không nhầm là 25 hay là 30.000 ý, nhưng mà nó rẻ và nó nhiều lắm, ăn no kinh khủng luôn. Có cả dừa tươi, rồi thạch dừa trong đấy, dừa non cũng có, có thạch và có cả trân châu trong đấy nữa. Trời, siêu xịn luôn. Đó, làm một miếng nhá, cho mùa hè quá là tươi mát luôn. Hi hi. Các bạn có thấy là cái camera của mình nó đang đung đưa không? Ok, thế là mình sẽ chuyển sang nốt cao khác nha. Thưa các bạn nha. Như các bạn có thể thấy thì cái tên kênh của mình đã thay đổi một chút rồi. Thì là bởi vì do khá là nhiều lý do ấy, thế mình muốn đổi tên của mình cũng như là dễ cách xưng hô hơn. Tại vì thường là trên Facebook, trên Instagram thì tên của mình là Laju, Ladu, ít ai gọi mình là Trang. Thế là mình cũng muốn đổi xem cái tên này nó có giúp mình đến gần với mọi người hơn không. Thời gian vừa qua thì mình không làm clip nhiều bởi vì mình ôn thi. Và sắp tới đây thì tuần tới đây mình thi nốt một môn nữa thì cũng đã xong rồi. Thật ra là vừa rồi mình cũng định làm nhiều clip ấy, nhưng mà kiểu mình hay bị quên ấy. Với cả là khi các bạn làm việc thì các bạn phải cầm một cái camera đi theo, nó rất là bất tiện. Thế là mình không có quay các cậu xem. Nhưng mà yên tâm là sắp tới đây thì mình sẽ cầm cam nhiều hơn, mình sẽ quay vlog nhiều hơn với nhiều ý tưởng từ Tết mà mình vẫn thực hiện. Đó, một chút update nho nhỏ về cuộc sống của mình vậy thôi.
làm một cái outro để clip này nó không quá là ngắn với các bạn. Hi. Ở Hải Phòng thì có rất nhiều món ăn nữa. Thế nên là mình mong rằng là thời gian sắp tới nghỉ hè thì mình sẽ dẫn các bạn đi ăn nhiều hơn. Hết rồi, thế thôi. Thì đợt này mình chỉ có ăn ngủ ôn thi. À, sắp tới mình còn, hình như mình có làm MV nữa. Còn MV gì thì khi nào xong mình sẽ nói nha. Đó, thế thôi. Cuộc sống rất là đơn giản. Nhìn cái tóc của mình thế này nó đã bị phai đi rất là nhiều rồi, nhưng mà nó vẫn ánh ha. Mình tăng cân lên này. Đấy, có gì. Ok. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết clip này. Đừng quên like, subscribe cho mình nha. Thế nhá, bye bye.